Quan sát tại một vài khu dân cư phường Vinh Tân, thành phố Vinh, có thể thấy hàng chục hộ dân đang sử dụng điện mặt trời. Những tấm pin áp mái nhà này cùng bộ phận tích hợp lưu trữ đã tạo ra nguồn năng lượng đầy đủ thay thế cho việc mua điện lưới. Nhận thấy ích lợi của điện mặt trời nên hộ ông Nguyễn Đình Lương đã đầu tư lắp đặt. Hôm qua là trải nghiệm thực tế ở một số gia đình thì thấy rằng là cái lợi ích của cái vấn đề lắp năng lượng mặt trời, cho nên tôi quyết định lắp một cái điện tân 6 kW, trong đó là kèm theo là 12 tấm pin. Đến nay toàn tỉnh có hàng nghìn hộ dân và hàng trăm doanh nghiệp sử dụng điện mặt trời áp mái. Tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng, hệ thống điện mặt trời áp mái sẽ được thiết kế theo các quy mô công suất khác nhau. Nhưng thông thường, với nhiều hộ lắp đặt lâu nay, trung bình có công suất vừa phải, từ 6 đến 10 kWh. Tôi đã lắp được cái dàn chính này được khoảng 7-8 năm rồi. Muốn mà sử dụng cho nó đầy đủ được ấy, thì ngoài cái chuyện lắp cái dàn năng lượng mặt trời này đấy, thì mình phải lắp thêm một cái bộ dự trữ. Để đến khi mất điện thì mình có điện dự phòng. Mặc dù từ năm 2021 trở đi, tính đến thời điểm hiện tại, các tổ chức cá nhân lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà sẽ không còn được ngành điện ký hợp đồng mua theo hình thức vận hành thương mại. Thế nhưng sử dụng năng lượng tái tạo vẫn là xu hướng lựa chọn của nhiều tổ chức và cá nhân trước thực tế hiệu quả mà nó mang lại. Từ năm 2023 đến giờ và năm nay là năm 2024 thì chúng tôi nhận thấy là cái nhu cầu các cái hộ gia đình là tăng đột biến và các cái cơ sở kinh doanh là tăng đột biến. Ngoài ra thì nhà nước cũng có một số chính sách và bắt đầu có chính sách hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp. Theo một khảo sát gần đây thì tỉnh Nghệ An là khu vực có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng mặt trời với số giờ nắng trung bình đạt khoảng 1.700 đến 2.000 giờ một năm. Lượng bức xạ mặt trời trung bình đạt 4,73 kWh trên mét vuông trên ngày. Sau đó có thể khai thác điện mặt trời hiệu quả trong cả năm, đặc biệt là từ tháng 4 cho đến tháng 10. Các cái tấm kính được lắp thu năng lượng mặt trời được lắp đến thường là mái nhà là bảo vệ được cho toàn thể gia đình là các cái tia bức xạ của mặt trời được hút vào ở trong các cái tấm pin đó, tiết kiệm được chi phí là cái không phụ thuộc vào cái giá điện. Mà trong cái đó phát triển điện quốc gia thì không thể đảm bảo được, là đặc biệt là cả cái mùa nắng nóng. Điện mặt trời áp mái giúp chủ sở hữu giảm hoặc không còn phải thanh toán khoản chi phí cho tiêu thụ điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phù hợp với mục tiêu quy hoạch. Xu hướng sử dụng nguồn năng lượng xanh này là vô tận. Tuy nhiên, với chi phí lắp đặt ban đầu còn khá cao, nên không phải tổ chức hay cá nhân nào cũng có thể thực hiện ngay được.